Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Macao Đổ Bãi. Trong video buổi sáng thứ tư ngày 27 tháng 3 các bác nhá. Ngày 27 tháng 3 hôm qua thì vợ chồng em có một chút việc bận nên là nghỉ ngày hôm qua, mong bác không thông cảm. Cũng có các bác khách hàng gọi điện nhắn tin hỏi sao không lên video thì cũng mong các bác hết thông cảm, cũng có một chút việc bận nên là ngày hôm qua dừng, hôm nay lại tiếp tục lên các sản phẩm nồi cơm điện để các bác lựa chọn. Được sự tin tưởng ủng hộ của các bác nên các sản phẩm nồi cơm, các sản phẩm trên kênh em bán đều được các bác tin tưởng ủng hộ rất là lớn đấy, nên là các sản phẩm lên trong ngày đều được các bác ủng hộ hết. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Một ngày mới kính chúc tất cả các bác trên mọi miền tổ quốc đang theo dõi kênh của Macao Đổ Bãi cũng như xem video của Macao Đổ Bãi một ngày mới thật là nhiều năng lượng, sức khỏe, may mắn, thành công. Vâng, thì lại tiếp tục các cái sản phẩm nồi cơm điện, thì để sử dụng được nồi cơm điện thì các bác bắt buộc phải sử dụng bộ đổi nguồn từ 220V xuống 100V. Chúng ta không thể cắm trực tiếp vào điện lưới được, bác lưu ý nhé, phải sử dụng điện 100V nhé, 100 110V. Đấy, hôm qua thì lại có một bác ở trong Sài Gòn là nhận nồi cái này lại cắm trực tiếp vào nguồn 220V lại cháy. Đấy, lại cháy, mà trong khi đó là có mua cả cầu đổi nguồn rồi, vội vàng quá quên mất đấy, nên lại gửi ra để em sửa chữa, giống như một chị hôm trước mua Tiger vậy. Có chúng ta nhận hàng, khi ông mua hàng lưu ý là cái đồ nội địa Nhật thì bắt buộc là phải sử dụng điện áp 100 và 110V các bác nhá, không thể cắm trực tiếp vào điện 220V được, mà chúng ta phải sử dụng có bộ đổi nguồn như này, hoặc là bộ Niwa nhà mình chúng ta đang có, không được cắm trực tiếp vào điện lưới. Đấy, thì cái này đấy là điều lưu ý đầu tiên, nên là khi nhận hàng các bác bình tĩnh lưu ý không cắm trực tiếp nhá, không vội vàng thử nồi cơm mà cắm trực tiếp vào điện lưới. Đấy là cái điều em mong mỏi ở các bác, là không nên vì một cái nồi đẹp hay là một cái nồi không đẹp mà mong mỏi chờ đợi mua được nó, đến lúc về lại cắm một cái vào điện lưới nó lại cháy, nó lại hụt hẫng các bác nhá. Đấy này, và nếu mà các bác chưa có bộ đổi nguồn này thì có thể mua kèm với em bộ 2 kVA, em bán bao ship toàn quốc là 500.000, bộ 3 kVA em bán bao ship toàn quốc là 600.000. Các bác lưu ý là biến áp tự ngẫu bằng dây nhôm nhé, bằng dây nhôm của công ty nó ổn áp standard Việt Nam, bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm. Đấy, còn bộ 2 kVA bằng dây đồng này cũng tự ngẫu bằng dây đồng thì em bán là 700.000 bao ship toàn quốc. Dây đồng em chỉ có loại 2 kVA thôi, con ý như thế. Và vẫn câu hỏi là câu nói như mọi lần là trước khi mua hàng thì các bác tiền cần tìm hiểu nghiên cứu thật kỹ trước khi mua, không nên vội vàng nhé, đấy. Và khi đã quyết định mua rồi thì các bác lưu ý không thay đổi ý kiến giúp em, nhé. Không thể, em vẫn nói là hôm nay các bác không mua được thì ngày mai mua được, không vội vàng, không mất bình tĩnh mà quyết định cái nồi mà chúng ta không thích chúng ta mua. Đến ngày mai với hôm trước em lên một cái sản phẩm này, các bác muốn mua cái nồi này nhưng không còn, các bác lại mua một cái nồi khác, đến ngày hôm sau em lại lên cái nồi này thì các bác lại bảo đổi với tôi nồi này. Không đổi được đâu các bạn, vì thường thường các bác cứ mua ngày nào, như hôm nay là ngày 27 các bác nên mua hàng nhà em thì em sẽ đóng hàng vào tối ship, họ đã bốc rồi và trong đêm họ đã vận chuyển đi các tỉnh rồi, họ đến nhà các bác rồi, các bác không thể đổi được nữa. Đấy, nên là em vẫn nói là khi các bác đã quyết định mua hàng là không đổi trả. Đấy, các bác nha. Đấy, còn em cũng nói thêm về một phần về cái nồi Hitachi này, hôm qua bác khách ở Quảng Ninh bác không lấy hàng, bác bảo là cái nồi này nó không có cơ cấu đóng áp suất, bác bảo là bác tìm hiểu đi thì bác bảo là bác sử dụng nhiều lần rồi. Em nói luôn là nồi Hitachi này không có cơ cấu đóng nắp vung các bác nhá, không có cơ cấu đóng nắp vung. Bác hãy nhìn cái đấy của nó đây, không có cơ cấu đóng nắp vung nhá. Đấy, không có cơ cấu đóng nắp vung, giống như các dòng khác như dòng Tiger hay dòng Joyji hay dòng Toshiba thì là nút bấm của nó ở trên này, thì khi cuộn từ nó hút cái để đóng áp suất thì nó có một cái chốt nó xuyên qua cái nãy ở đây thì không được mở vung. Nhưng mà riêng dòng Hitachi nhá là không có cơ cấu đóng nắp vung, con đi như thế. Không, đến lúc này mua về không tìm hiểu, không mua về lại bảo là nồi nó bị lỗi, nó không có cái nọ không có cái kia. Em nói luôn là không có, dòng Hitachi là không có cơ cấu đóng nắp vung. Đấy, con đi như vậy. Các bạn mua hàng này cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em xin một nút đăng ký kênh, cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, thì mua hàng thì bên nhà em bán hàng không có nhận cọc, bao ship toàn quốc. Bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, thử hàng bằng điện áp 100 110V. Lưu ý là em cho thử hàng nhưng mà thử hàng bằng điện áp 100 110V, không được thử bằng điện 200. Nếu mà bác vô tình mà cắm vào điện lưới làm cháy cái nồi thì bác phải chịu hoàn toàn nhiệm, vẫn phải nhận cái hàng đấy và phải thanh toán đầy đủ cho bên ship. Đấy, cái em chúng ta nói mất lòng trước hơn được lòng sau các bác nhá, lưu ý như thế. Đấy, thì bên em bán hàng có bảo hành, có test dọn, đấy, có tem nhãn pin, biết bây giờ là 6:54, em đã dán tem, dán thay pin cho các bác đầy đủ hết, không, tất cả chức năng test đầy đủ hết rồi. Đấy, bác im lưu ý nhá. Vào việc luôn ạ. Này, đầu tiên là một chiếc nồi Hitachi màu đỏ nhá, sản xuất năm 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1.400, có mã là RZTS103M. Đấy,
tất cả các cái hàng như em là hàng đã qua sử dụng rồi nên là không thể tránh khỏi những vết xước sát bên trong hay bên ngoài đấy, to hay nhỏ thôi. Còn cái nồi nào gần như là kể cả đời 22, 23 cũng vẫn có vết xước, vết mốc nhẹ nhàng các bác nhá. Còn nếu mà bác bảo đẹp như ở trong siêu thị là không có đâu, nếu như bác nào kỹ tính quá thì chúng ta vui lòng mua ở siêu thị, không nên mua đồ bãi nội địa Nhật vì hàng đã qua sử dụng và vận chuyển đi rất nhiều nơi nó sẽ có những vết xước mốc đấy. Còn nếu mà chúng ta ngồi soi ra thì chỗ nào nó cũng sữa cũng mốc thôi, kể cả hàng siêu thị mới tinh đập hộp các bác nhá. Đấy, đây là vậy. Chức năng hâm cơm của dòng Hitachi nó nằm ở trong nút phím menu luôn các bác nhá. Đây đây, khi nào bác ấn đến nó nháy cái chữ hâm cơm thì bác ấn nút nấu thì là đèn hâm cơm nó sáng lên đấy. Ok, dạ các phím hoạt động tốt nhá. Hitachi cao tầng áp suất bi các bác nhá, cái con ý thì đời 19 màu đỏ đấy các bác. Nấu dòng Hitachi thì nấu ít nước và nấu ở chế độ thời gian dài này, mặt mũi đây đấy, vẫn có những vết xước nano nhá. Đây đấy, đời 2019 thành quách đây. Này, con này trước khi gửi đến tay các bác thì em sẽ đánh bóng đi một lần nữa thôi nhá, đánh bóng đi một lần nữa cho nó thật đẹp thì sau đó em mới gửi đến tay các bác. Này, mặt mũi đây, bây giờ 6:55 thì ở bên trong lòng rất xanh ạ. Các bác lưu ý khi chốt hàng nhá, khi đã chốt hàng rồi thì vui lòng không thay đổi ý kiến giúp nhá. Đấy, thì hôm nay các bác chốt một mã xong rồi ngày mai các bác lại đổi, bảo đổi với tôi mã khác là không đổi đâu đấy. Còn khi các bác đã chốt hàng, bác xem xong bác chốt hàng trong buổi sáng hạn, thì nếu các bác thay đổi ý kiến không lấy hoặc là đổi mã khác thì vui lòng trong vòng khoảng tầm 1 tiếng sau hoặc nửa tiếng sau các bác thay đổi ý kiến giúp em. Đã, để em bán cái mã nổi đấy cho người khác, không thì cái mã người khác cần thì lại không mua được, mà mình chốt rồi trong tận đến chiều tối đóng hàng xong rồi các bác mới bảo là đổi tôi mã khác hoặc là tôi không lấy nữa, lúc đấy là rất khó cho cả hai bên. Là em cứ trao đổi thẳng thắn như vậy cho các bác. Loang xanh nét nhá, mất lòng trước được lòng sau các bạn. Nòng đây, nòng ở những cái đầu gai này là có xước nhá, bao mắc không hình cơm nhá. Đấy, bốn xung quanh có xước này, bốn xung quanh có xước nhá. Một chiếc nồi Hitachi cao tầng áp suất, con nhìn rõ giúp em. Ngoài đây, đấy có xước nhá, xong chuẩn nhá, không xì nhá. Cứ đúng xong đúng rong của nó là không xì, con nhìn là không xì. Đấy, em sáng nào em cũng nói nó hơi mất thời gian một chút về những cái vấn đề đấy, mong các bác hết sức thông cảm. Được. Cho vợ chồng nha, bên trong đây này. Xong do như mới nhá, do mới nó khít như thế. Mã số 1 ngày 27 tháng 3 để bác bao nhiêu, 790k, 790.000 một chiếc nồi, mã đầu tiên ngon nhá, 790.000. Mã số 2, nhấn bằng em Bana vuông, em Bana Sonic vuông. Bây giờ là 6:57 nhé, con này đã thay pin cho các bác hết rồi, chỉnh rời rất ngon lành rồi, test cơm hết đầy đủ các thứ, chỉ còn dán tiếng Việt cho các bác trước khi gửi thôi. Nấu này, đấy. Bana là siêu bền các bác, một em Bana Sonic cao tần IH nhé. Đấy, hâm cơm này, hủy này, hâm này, những dòng này các bác sử dụng siêu bền các bác nhé. Lưu ý không có nhầm điện mà không để mất thế thôi, còn không bao giờ nó hỏng, em cam kết được các bác về dòng này. Đây, cái dây đẹp không ạ? Này, một em Panasonic sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu, 1200 SRHB 10E9. Này, mặt mũi thành quách đây. Này, đẹp chưa, rất là sáng sạch đẹp nhá, không có cần móp mấy đâu nhá. Này, mặt mũi đây, màn hình hơi có một tí xước này, các bạn nhìn thấy không? Này, đẹp nhá. Này, lắp hơi còn đẹp nguyên này. Nhìn bên trong, loang xanh này, loang xanh gì ạ, xanh mướt nhá, loang xanh. Này, đấy bên ngoài đây, đẹp nhá. Bên trong đây, đấy. Bóng ánh, ống ánh kim tuyến đây. Đây một vài điểm chấm cám đây. Nhìn nhận đây, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, nhỏ lên nhau nhá. Đấy, em để xa để cho nó hiện lên những cái điểm chấm. Đấy ạ. Rất là nhỏ thôi nhá. Bao bác không dính cơm trong vòng nhiều năm nữa. Panasonic siêu bền, nóng rất dày nhá. Đấy, nóng rất dày. Đây bên trong đây. Sạch chưa ạ? Một vài điểm chấm cám li ti thôi nhá các bác nhá. Vòng rất xanh. Đấy, bên ngoài đẹp này, một vài điểm chấm cám nhỏ xíu thôi, các bác nhìn kỹ đi. Đấy. Còn lại ống ánh kim tuyến nhá.
bao bắp trồng chính trong nhiều nữa từ trên viền để xuống ngon đẹp này. Số 2 ngày 27 tháng 3 để bác cân đôi này 700k nhá. Tất cả những giá này em báo là có cả ship rồi nhá. Đấy có cả ship rồi. Pin biết ngon lành rồi nhá, có cả ship rồi nhá. Đấy. Có cả ship rồi. Đây, nên cho bác một em Joy GOC đây. Nên bác em Joy GOC sản xuất năm 2022, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W 1 lít các bác nhá. Có mã là NVKVH10. Đấy. Con này thì đây có vết xước ở đây, một tí ở trên các nắp hơi đây nhá, nắp hơi. Đấy mặt mũi. Đẹp này. Đấy, đây có hơi một tí xước này. Đấy, ngắm giúp em này, vận chuyển thì không thể tránh khỏi các bác nhá. Vận chuyển theo lô, theo công, theo xe tải, đấy, theo chành, chứ người ta không vận chuyển theo từng thuộc cái một mà người ta bọc như em vận chuyển cho các bác đâu, nên là nó mới vết xước. Đây mặt mũi rất đẹp, nhưng bây giờ là 7 giờ. Chẵn. Đấy, một chiếc nồi do GOC sản xuất năm 2022 nhá, lưu ý đắt 22. Đấy. Dây đây. Như mới này. Này. Nấu này. Chuông còi câu to nhá, hủy này. Gạo không vo tắt này. Hâm cơm này, hâm nhanh 8 phút này. Hủy này. Đấy. Menu chức năng nấu ăn này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Hủy này. Bây giờ là 7 giờ các bác nhá. Bây giờ 7 giờ pin con này em kiểm tra rồi còn ngon này, dung lượng còn đủ nhá. Đấy. Đấy, đây là không phải vệ sản xuất 2022, dây còn rất đẹp nhá. Đây, loang đây. Con này còn đầy đủ phụ kiện các bác nhá, đầy đủ phụ kiện luôn cho các bác. Đấy. Loang như mới này, đời 22 thì các bác không cần suy nghĩ đến những cái đấy đâu đây. Môi do GOC nhá, môi do GOC, môi con voi. Đấy, một chiếc nồi do GOC vua đầu bếp Nhật Bản đấy. Cài môi. Môi. Cốc nước. Nòng xoong này không phải bàn rồi các bác, không phải bàn nhá. Nòng xoong bóng nhẫy luôn. Đây bên ngoài đây. Bên trong đây. Bóng nhựa, rất là bóng nhá. Không có một vết chấm chám nào nhá. Vết xước mui, một hai vết là có, còn chấm chám là không các bác nhá. Đời 2022. Đời 2022 các bác nhá. Đấy. Bên trong sạch bóng này. Đầy đủ phụ kiện nhá. Đấy. Cái mui này mua thì cũng đã 100.000 rồi. Đấy. Đây. Đấy, đầy đủ các bác, không thiếu gì, rong xong là như mới. Ngoại hình thì vận chuyển thì trước sắp một vài điểm là không thể tránh khỏi. Đấy. Mã này mã số 3. Ngày 27 tháng 3. Đấy các bác 1.430.000. 1.430.000 các bác nhá. Đấy. Đời 22 các bác lưu ý, đời 2022, xong rong như mới nhá. Đầy đủ phụ kiện nhá các bác luôn. Đời 2022. Đây, tiếp theo đến bác một em Toshiba cao tần áp suất hút liên không đây. Con này em nói luôn là đang xì nhá, bác nào xử lý được xì thì mua nhá. Đấy. Có mã là RC10VG và giờ a 10 RC10QV10VQG. Đấy, đáy điếc này là không bể vỡ nhá, không bị thụt chân nào nhá, sản xuất 2014. Đấy, mặt mũi thì phím viết không bong chóc nhá. Pin biết em thay rồi, bây giờ là 7 giờ 02 phút con này là em có mua cáp về thay nhưng mà cáp nó còn đẹp em chưa thay. Nếu bác nào mua cái nồi này thì em tặng các bác sợi cáp luôn nhá. Đây sợi cáp của nó đây. Đấy. Đây sợi cáp của nó đây nhá. Đấy. Đó là mua thì em sẽ tặng các bác cái sợi cáp vào luôn để các bác về các bác thay. Thì cáp nguyên bản nó còn đẹp đây. Toshiba. Đấy. Con này đang bị xì nhá. Điện 100V công suất 1100W nhá. Đấy. Union Japan này, điện 100V công suất 1100W. Đấy. Mặt mũi thì rất đẹp rồi. Bây giờ là 7 giờ 2 phút. Đấy. Phím không bong chóc nhá. Bị xì chắc là răng nó kém rồi các bạn. Đây. Răng đây. Răng ám màu gạo nứt rồi, hoặc là nó bị kéo nó bắt nào về có răng thay hoặc là xử lý xì giúp em. Thì con em thì em con dòng này thì em chịu, em không thể xử lý xì được các bạn. Con này được cái này giọt xong như mới. Đây, xong đây. Ngắm cái xong giúp em. Đây, bên ngoài đây, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Đấy. Trong chuẩn hai đáy nhá. Nòng giấy bịch này, phải dày 6 ly, bên trong thì nòng gân nhuyễn long lanh luôn này. Đấy. Long lanh luôn nhá. Đấy, long lanh luôn. Đẹp chưa? Nước chống dính của Toshiba là không phải bàn rồi. Đấy. Em đã kiểm tra bơm chân không hoạt động ngon lành nhá. Hút đầy đủ, đấy, cáp kiếp còn đẹp. Đấy, phần lò xo em đã làm lại rồi. Đấy, nhưng mà xì thì em chịu, em không biết xử lý kiểu gì. Thôi mong các bác nào mà biết xử lý dòng này thì mua nhá. Đấy, em chưa biết xử lý kiểu gì cho cái xì này.
Để bác thông cảm giúp em ạ. Các bác về mua về bác làm biết xử lý thì mua nhá. Điện nó ok, ăn cho cái cáp vào đây luôn. Đấy, sợi cáp nhá, tặng các bác sợi cáp luôn nhá. Nấu này, chạy êm thịt nhá. À, cao tần áp suất hôm đã chạy rồi này. Đấy. Hủy này, hâm cơm này, hâm nhanh 9 phút này. Đấy. Hủy này, menu này, giờ phút này, à, tiến nùi này. Ok, hẹn giờ cơm 9 giờ phút. Các phím hoạt động tốt các bác nhá, họ yên tâm là các phím hoạt động tốt. Em nói rõ là bị xì nhá, bị xì. 1,2 triệu các bác nhá, cả ship đấy ạ. 1,2 triệu cả ship, mặt mũi thì rất là đẹp rồi. Mã số 4 27 tháng 3 1,2 triệu. Giá này cả ship luôn nhá. Đấy, pin miếng em thay rồi nhá. Nó nào xử lý được xì thì về xử lý giúp nhá. Em nói luôn là nó bị xì đấy. Tiếp theo là em con một em Joy GOC đây, vua đầu bếp Nhật Bản đây. Sản xuất 2014 nhá, một em Joy GOC. Vua đầu bếp Nhật Bản đến từ hãng nồi con voi. Con này thì sành quách thì rất đẹp và sạch này. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Chưa cấn móp nhá, Joy GOC hình con voi. Đấy, thương hiệu con voi này có mã NPVG10. Đấy, em quay cả nhãn để các bác nhìn cho nó kỹ, nhiều lúc đọc nó bị sai. Người Nam Định nói nhiều lúc nó hay bị ngọng ạ, nên khó thông cảm vậy. Theo vùng miền. Mặt mũi đây nhá. Bây giờ là 7 giờ 5 phút. Đấy, nên là không bể vỡ nhá. Nên là cái giọng âm định thì đi đâu nói người ta cũng sẽ nghe ra ngay, đúng không ạ? Nấu này, thủy này, chạo không vo này, thủy này. Cái này là hâm cơm, là ấn giữ 3 giây, bác nhỏ có số 3 đây, bác nên lưu ý là ấn giữ 3 giây nhá. Đấy, hâm cơm nhanh 8 phút này. Đấy, thủy này, hẹn giờ cơm 9 này, giờ này, phút này. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu to các bác nhá, chuông còi kêu to. Này, đẹp chưa ạ? Mặt mũi đây. Đấy. À, răng này. Răng đẹp này. Răng xanh trắng đẹp nha các bác nhá. Lại xanh mướt này. Con inox sáng quắc nhá. Son con này cũng đẹp nhá. Son con này cũng đẹp nhá. Đấy đây. Đấy. Bốn xung quanh sạch bóng này. Trong chỉ có vết xước môi thôi nhá, không có chấm chóc gì nhá. Không có chấm chóc gì, chỉ có xước môi thôi. Đấy. Sức mua là có nhá, còn chấm chóc là không. Này, chấm chóc là để xa này thì phần nào trắng nó sẽ hiện ra. Đây con này không chấm chóc nhá, nó chỉ có biết sức mua do quá trình dụng thôi. Bạn nhìn như thế, bên trong sau đây, bên trên đây, đấy. Đẹp các bác nhá, đẹp, không chấm chóc nhá, song giòn đẹp, ngoại hình đẹp nhá. Đấy, con này xin các bác 750.000, giá này cả ship rồi nhá. Song giòn đẹp, ngoại hình đẹp, 750.000. Nhanh gọn giúp em. Đấy. Mã số 5. Ngày 27 tháng 3 xin lỗi 750.000 nhá. Giá này cả ship nhá, song rong đẹp các bác nhá. Đây còn bác nào em bị con này là con thứ hai rồi đây mà. Không chết là bạn bán thành lý một con à. Em về em nấu cơm chín rồi nhá. Món tiger nửa lít ta cúc. Em về em nấu cơm chín rồi. Nhưng mà đến lúc mà em bắt đầu em thay pin. Thay pin xong rồi là chỉnh giờ em bấm nấu lại để test thì nó lại như này. Đấy, nó cứ tít tít như này. Đấy, lại được này. Đấy, không hiểu nó bị lý do gì. Thủy này, hâm cơm này. Đấy. Em cũng chưa biết là do ổ điện hay là do cái gì cả. Đấy, lại được. Đấy, nhưng em không dám bán đâu nhá. Đấy, em chưa hiểu nhá. Đấy, những lúc đầu tiên cái em đưa lên ấn cái này. Tít 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 ba cái thì nó lại tắt mất. Nút hâm thế, ấn cái này, nó tít 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 ba phát xong lại mất. Thì em chưa hiểu là do điện hay là do ổ cắm hay là do cáp. Bác nào mà có kinh nghiệm với cái dòng đồ này thì chia sẻ giúp em để em xử lý nhá. Thực ra nó mua cái nồi này về tới Hà Nội là đã 600.000 rồi. Đấy. Ship cho các bác mất 50.000 nữa là 6,5. Đấy, thì em đang định em bán 7,5 cái nồi này. Đấy, còn cả tem nhãn còn pin thì được mấy chục ngàn. Nhưng mà bây giờ đi sửa về bán mắt thứ nhất không yên tâm. Thứ hai là sửa xong bán thì lỗ. Thực sự sửa xong bán lỗ, thay em bán hiện trạng còn hơn. Nhưng mà nó lại được này. Thì em cũng chưa hiểu lý do. Thỉnh thoảng hôm qua nấu cơm chín đầy đủ rồi nha. Hết pin thay pin rồi. Thủy này, lại được này. Nhưng mà bán em xuống nha, bác nào mà có kinh nghiệm nhá. Đấy, thỉnh thoảng nấu xong rồi để nó lại
ấn này, rồi tít 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 mấy cái nó mất, xong nó không đấu nữa. Thì nhờ các bác chỉ giáo dùm em để em sửa xử lý cái nồi này nhá. Hết sức thông cảm cho em ạ. Dây lợn đẹp nhưng con này rất mới nhá, tí vừa ta cúc. Rong thì nhưng mà son của nó đẹp từ trong đẹp ra, đẹp từ trong đẹp ra. Đấy. Nửa lít nhá, con này nồi nửa lít nhưng mà em chưa bán để em xử lý nữa, xem là tìm hiểu. Thứ nhất là vừa xử lý cho nó ngon lành, thứ hai là tìm hiểu nguyên nhân để lần sau nó chẳng may nó bị thì các bác lại thì để em hỗ tìm cách em khắc phục, chứ không giờ cứ nhập về xong rồi nó phát sinh vấn đề lại đi bán thanh lý vậy thì không được các bạn. Rồi. Tiếp theo một em Joy DLC nhá. Form mới đây có mã là NWSA10, form mới đây. Sản xuất năm bao nhiêu? 2020 các bác nhá, 2020. Đấy mặt mũi thành quách đây, ngắm kỹ giúp em. Ở trên màn hình có vết xước này. Vết xước răm do quá trình vận chuyển nó đè lên nhau này. Đấy. Nhìn kỹ giúp em nhá. Thành quách này còn đẹp này. Đấy, sạch sẽ nhá. Đáy nước đền nào không bể vỡ nhá. Đấy. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? 1100W, là 1115W, Mỹ in Japan nhá. Bạn nào thích Mỹ in Japan này có ngay không này. Những dòng về sau này người ta vừa sản xuất cho người Nhật vừa là xuất khẩu nên là họ đóng chữ Mỹ in Japan các bác nhá. Còn những cái dòng mà nó chỉ có tiếng Nhật không thì chỉ sử dụng cho thị trường Nhật thôi. Đấy, 2020 nhá, cộng dây như mới tinh này. Nấu này, 70 phút này. Hủy này. Hâm này, đấy, hủy này, menu này. Đấy, hủy này. Hẹn giờ cơm 9 giờ phút, các phím hoạt động tốt các bác nhá. Đấy. 2020, các bạn lưu ý 2020. Dây thì rất là mới rồi. Dây rất mới rồi. Đấy. Họ vẫn làm cái cài dây thì cất đi này. Đấy. Đấy. Form mới nha, mặt gương lại có một vài điểm sức mà nó so đẹp này. Hình con voi nhá, do JC vua đầu bếp Nhật Bản. Đây ạ. Răng xanh mềm nhá, răng xanh mềm. Một lòng nồi mới đẹp này. Bên ngoài chưa xước nhá. Bên trong này bóng nhá, không có chấm chám gì, chỉ có vết xước móng tay thôi. Đấy, không có chấm chám, chỉ có xước móng tay nhá. Đấy. Ok chưa ạ? Bên trong đây, lại muốn quay sạch bóng này. Bên trên đây, à móc ở nó một chút xíu rồi có răng phụ nhá. Con này thì sẽ đánh bóng cho các bác trước khi gửi nhá, các bác yên tâm đi. Đấy, một lần nữa thật sạch xong rồi mới gửi cho các bác. Đấy, form mới nhá, Joy Z 2020 form mới, xong rong đẹp nhá, form mới. Mã số đâu rồi, bên trong là con nào nhỉ? Mã số 6 à? Nó vừa do di xong lên con gì nữa cơ mà trong. Làm gì lại có con gì? Mới xếp một sticker lên. À ừ, mã số 6. Ngày 27 tháng 3. Để bắt đầu là 1050 nhá. Form mới đấy, 2020 nhá. 1.050.000 vừa nãy em bảo nhớ có con gì bán. À thì con Tiger nhất nên lại không bán. Vì nó đang bị thỉnh thoảng nó lại tì 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 như vậy. Đây tiếp theo là em Banavat đây. Con này thay pin rồi nha. Bây giờ là 7 giờ 12 phút này. 7 giờ 12 phút. Này con này đang trong màn hình nó đang có tí bụi. Đấy, con thấy không? Hết bụi ngay. Đây là cách tháo cái này nha để vệ sinh nhau nha. Đấy em cũng hướng dẫn các bác luôn đây. Nó như này. Đấy bác chỉ cần đưa tay vào cái bên trong là bác móc nhẹ ra cái là nó ra thôi. Đấy, em thì em học được cái gì em biết cái gì em hướng dẫn các bác luôn, không được gì phải giấu giếm cả, dễ người dễ ta. Đấy, vệ sinh cái màn hình như các bác luôn. Trước không biết đấy, trước không biết mà chỉ có dòng Mana với dòng Na thì mới tháo như này các bác nha, chứ các dòng khác này không móc nó móc là gãy đấy. Không là cứ thấy em móc ra cái dòng này không phải dòng nào các bác cũng móc lên thì thôi thì lại gãy hết, lại bảo là em lại hướng dẫn lại không đến nơi đến chốn lại hướng dẫn lại kiểu đẻo nào mang tiếng ra đây được chưa ạ, chiếu dòng Bana đó nhá, đẹp chưa, sạch bóng ngay đúng không ạ. Đấy các bác nhá, ra đây móc tay vào cái kẽ của cái Mica này, bẩy nhẹ lên đấy, em cũng mất khá nhiều triệu mới học được cái này đấy các bạn.
Nói câu chuyện vui khá nhiều triệu. Đây, xong đây. Đấy, bên ngoài đẹp nhá, bên ngoài đẹp đi. Bên trong đây. Đấy. Ống ánh kim tuyến nhá. Đây có hạt cát nằm đây. Nhìn thấy chưa? Đấy. Có một hạt cát nằm đấy nhá. Có vết sương mùi nhá. Bao chống dính như các bạn nhá, Panasonic siêu bền. Đấy, sử dụng thoải mái. Lưu ý đừng cắm nhầm điện giúp em. Răng này như mới này. À. Bên trong sạch sẽ nhá, bên trong sạch sẽ. Banavat. Có mã là gì đây? SRHVE 1000. SRHVE 1000. Thành quách thì long lanh luôn này, không một chấm móp gì này. Không có sức nano gì này. Đấy, tiền đằng sau, tiền Nhật vẫn còn nguyên mã này các bạn này. Đấy. Sản xuất 2014 các bạn nhá. Dung tích 1 lít điện 100 công suất 1100W. Đấy, giá tiền của Nhật còn nguyên đây. Đấy, con này đẹp đấy nhá. Đáy nước này là không bể vỡ là pin thay rồi nhá. Pin thay rồi. Đây, cọng dây còn đẹp nhá, cọng dây còn rất đẹp này. Nấu này, không lỗi lầm với nhá. Bana thì ít lỗi lắm các bạn. Hủy này. Hẹn giờ cơm hôm cơm này hủy này. Hẹn giờ cơm 9 giờ phút. Đấy, hủy menu. Hủy đấy các bạn nhá. Các phím các chức năng hoạt động tốt nhá. Đấy, dây còn hút hết này. Mã số 7. Ngày 27 tháng 3 này các bạn đổi là bao nhiêu? 620k. Rất đẹp nhá. Mặt mũi thành quách đây các bạn ngắm lại giúp em này, 620.000 thôi. Đấy, mới chưa ạ? Gần như rất mới ngoại hình con này thì không có điểm trừ rồi. Song rong đẹp nhá. Song rong đẹp, 720.000. Đây, tiếp theo này bác một em Toshiba này, tô bầu đây, cơm ngon đây. RC10ZE, đấy, tô bầu, mặt mũi thành quách đây. Toshiba nhá các bạn nhá. Gọi tô bầu, nấu này. Đây là pin miếp con này nhá, hủy này. Hâm này, hủy này, menu này. Đấy. Con này may còn pin, nhưng con này hết pin nó cũng chịu, em không thay được. À, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, các phím hoạt động tốt nhá, chuông còn tốt vì làm sao pin nó nằm ở trên này. À, pin nó nằm ở trên màn hình này mà cậy cái này ra là hỏng luôn cái màn hình, nên là em may con này nó còn pin. Đấy, pin là pin nguyên bản các bác nhá, pin nguyên bản. Sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm 2011. Đấy, thành quách đây có chiếc nano này, tô bầu cơm siêu ngon nhá. Đấy, con này có cái tem đằng sau thì lâu ngày quá thì nó bay mất rồi nhá. Đấy, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất con này khoảng tầm 1200. Kem nhãn ngon này. Mặt mũi đây còn đẹp nhá. Chưa có bong chóc nhá. Phím viết còn đẹp luôn. Ok chưa? Ngắm giúp em tô bầu nhá. Đấy, nó so còn đẹp. Răng đây. À màu nó một chút xíu nữa nhá. Rất xanh và sạch. Lớp men chống dính của Toshiba này đẹp rồi các bác nhá. Không phải bàn rồi. Bên ngoài đây có xước nhá. Bên ngoài có xước. Bên trong đây. Con này cơm ngon nhá, con này cơm ngon. Đấy, trên mép này có cờn này. Bên trong này, lớp men còn đẹp này, các bạn nhìn thấy chưa? Chưa chấm chóc nhá. Bên trên này có cờn nhá. Đấy, bên trong cũng đẹp này. Đấy, trong này sạch sẽ nhá. Này, bên trên đây. Đấy, dọn được. Dập cho các bác một cái nồi rất là tỉ mỉ luôn. Đấy, trước khi gửi tay các bác thì sẽ đánh bóng lại lần nữa nhá. Có nồi nào khu đấy nhờ chú ship luôn. Mã số 8. Ngày 27 tháng 3 này các bạn nồi này nhận bao nhiêu? 700.000. 700k các bạn nhá, 700k đấy. Cả ship đấy các bạn nhá, giá này em báo cả ship rồi. Còn tem nhãn nữa các bác nữa, ngon lành nhá. 700k. Tiếp theo em Joy GOC đây. Một em Joy GOC vua đầu bếp Nhật Bản các bạn nhá, vua đầu bếp Nhật Bản. Đấy, sản xuất năm bao nhiêu? 2014 nhá, thành quách đây. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1105W, mặt mũi đây. Pin bi âm thay ngon lành hôm qua rồi nhá. Tối hôm qua đã thay cho các bác đây đầy đủ hết rồi. Đấy nên là không bể vỡ này. Đấy. Trong này có cái cục này là cái giữa cái mạch này và cái mâm từ nó có cái miếng phíp nhá các bác, miếng phíp để nó
nó chắn từ nhá, chắn từ nhá, coi nhá, không là các bác này mà bảo nó bên trong nó có cái gì nó vỡ trong này, không phải đâu nhá. Bên trong này nó có một cái miếng phíp để nó chắn từ giữa cái mâm từ và cái mạch. Nếu như thế, nó về này đưa lên gõ cục để bảo cái gì vỡ bên trong. Nó nấu ra. Thủy này, menu này, thủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, thủy này, tạo không vo này, thủy này. À, hâm cơm này. Này em phải thử tất cả các phím xem nó có gãy, nó có liệt gì không. Các phím ngon lành các bác nhá, các phím hoạt động ngon này. Đấy. Dây dợ còn đẹp nhá, dây to đẹp. Đấy. Hút tốt này. Đấy. Hút hết nhá, vẫn hút hết đây, chỗ cài dây đây. Đấy, cài dây đây. Ok chị ạ. Như ở bên trong. Răng trắng đẹp nhá, răng xanh trắng đẹp này. Đấy. Không có nách rách nát nhá, không có rách nát. Đấy. Con lòng cũng đẹp luôn này. Lòng này có một và hai chấm rồi, bên ngoài đây có xước một chút xíu này, bên trong đây này có một vết chấm nhá, vết chấm mờ mờ chỗ điểm giữa này, đây này. Nhìn thấy chưa, đây này, đây này, do Yoshi nha, vô được bếp Nhật Bản. Đấy. Bên trong sạch sẽ này, test cơm cho các bác nhá, có bảo hành nhá, tất cả pin miếc ngon này, chám nhãn đầy đủ trước khi đến tay các bác. Có nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, sau đó mới thanh toán. Các bạn mua hàng cho em xin một nút like, một nút chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em đăng ký kênh. Còn có rất là nhiều, mã này mã số 9 ngày 27 tháng 3 này bác 680.000. Giá này cả ship thôi nhá, 680.000 là cả ship rồi. Nếu bác nhận hàng thì chỉ thanh toán 680.000 thôi. Đây, tiếp theo lên cho các bác một em ạ. Natuna 2 bước nấu IH cao tần IH có mã là SR A10H, con này song rong như mới ngoại hình thì do quá trình sử dụng vận chuyển với thời gian thôi. Đấy, nước chảy đá mòn đúng không ạ? Nhưng mà bên trong song rong nó thì không có điểm trừ đâu nha. Đây mặt mũi thành quách đây. Các bác ngắm kỹ giúp em đã. Đấy chiếc này là không bể vỡ nhá. Đây tem của Nhật nhá. Tem của Nhật. Đấy, đấy, thành quách đây. Sản xuất năm bao nhiêu? 2005, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1100W. Các bác đừng để ý quá đến cái đời. Cái đời sản xuất thì nó là chỉ là một phần trong cái đánh giá cái nồi thôi, đánh giá cái nồi thôi. Đấy. Còn cái đầy con đời cao mà nó rất là xấu ạ, nhưng đời thấp thì nhiều con người ta không sử dụng nên là đời nó còn nồi nó còn rất là đẹp. Đây hôm qua em tháo nó thay pin, nắp cái này còn chưa khít đây này. Con này song rong rất đẹp nha, để em để các bác chờ em một chút để em. Đấy, hít ngay. National nhá, National. Lại sau này sau khoảng 2008 thì 9 thì bán lại cái nhãn này cho thằng Panasonic nên là không còn National nữa, không còn National nữa. Đấy mặt mũi đây. Chưa hề bị xước ở đây nhá, chưa hề bị xước ở chỗ này. Đấy, nhìn giúp nhá. Bây giờ là 7 giờ 22 phút rồi. Mặt mũi thành quách đây, có xước Nano đây nhá. Có xước Nano. Đấy. Nồi xo còn đẹp này, em bật cái quạt này cái nóng quá. Mà nhìn thấy nhá, giòn son giòn. Thế tại sao bảo là bên trong nó lại rất là đẹp luôn. Con này thì không có điểm trừ nhá. À, son này bên ngoài đây. Đẹp chưa ạ? Bên trong đây. Long lanh nhá. Bóng kim tuyến luôn nhá. Bóng kim tuyến luôn. Này, em bán theo hình thức tất cả ba nguyên zin nguyên bản nha các bác. Đấy son giòn đẹp thì em bán giá nó cao, còn son giòn nó chấm xấu thì em bán giá nó thấp. Con này thì không có một điểm chấm nào luôn, ống ánh kim tuyến từ trên mép xuống nhá, vết xước mui còn rất rất là ít luôn. Này, này, con nhìn cái giòn này, em luộc khoai nó cháy bố nó cả xong khoai rồi. Này, em ơi em luộc khoai à? Nó cháy khét ra ngoài này. À. Song rong như mới này. Nếu mà nhìn cái song rong đúng không? Ngoại hình bên trong sạch sẽ nhá. National Natuna. Đây, bên trong sạch sẽ này. Bên trên đây. Đấy. Dòng ra tin là con nào răng cũng sẽ vàng như này vì nhiệt độ nó lớn nhá. Thì con này sẽ bị vàng. Song rong như mới nhá. Không có điểm trừ về cái song này rồi.
pin thay rồi nhá. Lại ngoại hình đây. Số 10. Ngày 27 tháng 3 để các bạn là 820k. Tại sao 820.000? Vì cái bác để đánh giá cái song cái rong nhá. Song rong như mới, tất cả bao nguyên zin nguyên bản. Nó chỉ khác nhau là ở cái song cái rong thôi. 11 đây. Em lên cho bác một em có duy nhất em nít 8 rồi nhá. Duy nhất em nít 8. Này. Rogers nít 8 sản xuất năm bao nhiêu? 2014 dung tích 1 lít 8 điện trong công suất 1395W đây. Mọi nhìn đi nhá. Đấy, đẹp chưa? Đấy, đáy đít này là không bể vỡ nhá, mặt mũi đây. Cấn cá xước sát gần như rất là ít. Đấy, mặt mũi còn đẹp này. Đấy, bây giờ là 7 giờ 25 phút. Lít 8 nhá, dành cho đỉnh đúng người chỉ có một con lít 8 trong ngày hôm nay thôi ạ. Đấy. Nấu này, hủy này, menu này, hủy này, hẹn giờ cơm 9 giờ phút, hủy gạo ong vo, hâm cơm ấn giữ 3 giây nhé, ấn giữ 3 giây, hâm cơm nhanh 9, à, hâm cơm nhanh 8 phút này, hủy này, đấy, các phím hoạt động tốt các bạn nhé, các phím hoạt động tốt, đây, dây còn rất là đẹp này, điện thoại, đấy, dây rất đẹp, hút tốt nhé, có chỗ cài dây đây, đấy, cho có chỗ cài dây bên trong. À, giòn đẹp này, không rách nhá, xanh đẹp. Test cơm hết rồi các bạn nhá. Đấy, rất là mềm, các bạn nhìn thấy rất là mềm. Cho cháu chút cháu. Đấy. Đây không để cháu lấy sổ giống như. Vâng. Vâng, vừa chú. Cho nó xin lúc pin. Cái em. Cái giấy giá vào menu đấy. Vâng, nghĩa là bộ tiền đem đến tiền. Này, ngoài có xước nhá. Bên trong đẹp này, không có chấm chóc gì nhá, không có chấm chóc gì. Nước chống có được. Này, các bạn nhìn nhá. À, xong không chấm chóc nhá, chỉ có vết xước muôi cho có thể sử dụng thôi. Bên trong sạch sẽ này. Xong rong đẹp nhá, ngoại hình đẹp nha các bạn nhá. Đấy, chỉ cái nhược điểm đấy xong hơi xước một chút xíu. Mã số 11 ngày 30 à, ngày 27 tháng 3 để bác 1.700.000. Đúng rồi, 1.700.000 thôi nhá, nít 8 lại chỉ có một em duy nhất thôi. Đấy, con này thì chỉ có một điểm trừ là đáy xong nó hơi xước một chút xíu nhá, còn bên trong đẹp này, bên trong đẹp không chấm chóc, xong rong đẹp nhá, 1.700.000 này, 1.700.000 thôi. Hôm qua em tiếp theo các bác nhá, tiền quá thông cảm. Em bán la số tiếp này, em này màu cà phê, sản xuất năm 2013, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là bao nhiêu? 12W, của mã là SRHX103. HX thì là bên trong là sẽ inox các bác nhá. Đấy, bán la siêu bền nấu này. Đấy, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Hủy này, hâm cơm này, hủy này. Đấy. Hâm cơm nó đo cả số điện rồi các bạn. Ok các bác nhá. Các phím ngon này, Bana thì siêu bền, bạn yên tâm sử dụng, không bao giờ nó nổi bật. Lại dây còn đẹp nha, dây còn rất là xanh đẹp, các bạn nhìn thấy không? Đấy, em cho nó vào hết luôn. Vào hết chưa? Hết rồi nha, vẫn hút hết dây. Phần cuối hút hơi kém tí. Răng thì ám mọc còn nứt rồi, ám mọc còn nứt rồi nha các bạn nhá. Đây, mặt xi còn đẹp này. Gạo nứt từ camera còn rất là mềm, chỉ là màu gạo nứt thôi. Đấy. Đấy. Này, rất là mềm nhá, không rách nhá. Xong đây, bên ngoài hơi sức một chút xíu này, bên trong là đẹp nhá. Một vài điểm chấm cám li ti thôi. Này, bao các bác không dính cơm nhá. Bao các bác không dính cơm. Panasonic nhá, Panavuông 2013. Bên ngoài rất đẹp, xong rong dày nhá. Này, bên trong sạch sẽ full inox này. Này. Con này để các bác 680.000 nhá. 680.000 giá.
rất là bình dân, mua về nấu trải nghiệm này. Mua cho biếu tặng ông bà bố mẹ người thân, rất là ý nghĩa luôn. 68.000 là cả ship được các bác nhá, giá này là cả ship rồi đấy. 12 ngày 27 tháng 3, 680k, giá này là có cả ship rồi nhá, 680.000. Mười bốn tiếp tục lại một em Roy GOC vua đầu bếp Nhật Bản cao tần IH có mã NB VD 10, con này sản xuất bao nhiêu? 2016 bao nhá, 2016 dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.000, sạch đẹp các em, 105W, có mã là gì đây? NB VD 10 đấy, mặt mũi đây đấy, mặt màn hình còn sáng quắc nhá, lại có một tí vết trước ở đây, bốn xung quanh còn đẹp này, sạch sáng sạch này, bao nhìn thấy chưa? Đấy là không bể vỡ nhá, dây còn đẹp này, dây còn đẹp, cổ phích còn đẹp nhá, dây còn đẹp, cổ phích còn đẹp. Nấu đây, đấy, hủy đây, nếu con này nấu em còn chưa thấy nó kêu te này, đấy. Tít tít thì vẫn đầy đủ nhá, đấy. Hủy này, ấn giữ 3 giây này, hâm cơm này. À đây có còi đây. Đấy, này. Ấn nấu thì lại không nó kêu nhỉ? Em nghe lại nhá. À nó có kêu nhưng nó tạch. Nó cái còi này đang có vấn đề rồi. Đấy, nó không bản nhạc, nó không kêu được, nhưng mà phím tít tít thì vẫn kêu này. Đây. Ấn giữ 3 giây này. Đấy. Vẫn kêu nhau nhá. Đấy. Đấy. Đầy đủ hết các nhá, không thiếu cái gì. Đấy, ấn kêu, ấn nút nấu thì nó cũng vẫn đốt tít này, nhưng nó không có cái tiếng nhạc nhá, không có tiếng gì đấy. Đại loại của dòng Roy đấy, chia sẻ các bác như thế, đúng theo hiện trạng, không ảnh hưởng đến vấn đề nấu cơm nhá. Rong đây, đấy, rong đây, xanh nhá, bên trong đây, này, xong này, xấu đi, bên ngoài bẩn đi, bên trong có vết chấm nhá. Đây, có vết chấm đây. Hà Nội 2016 nhá. Bên trong đây. Phần này đây. Đây bên trong đây. 2016 pin biết em thay rồi các bác nhá. Bây giờ 7 giờ 32 phút. Ngoại hình thì còn khá đẹp đấy nhá. Đấy. Nhấn cắm lại nữa ra. Đấy. Nó vẫn tè này. Ấn các phím vẫn kêu tiếp tục đây các bác nghe nhá. Ấn giữ 3 giây này. Ok chưa ạ? Không đảm bảo nó chết hẳn còi nè. Không phải đâu. Mã là mã số 10 mấy rồi nhỉ? Mã 14. 27 tháng 3 để bác 620k. Cả ship nhá. Đấy. Tính ra hơn 500.000 thôi, chưa đến 600.000, thế rồi 10 năm nên cho bạn em Mitsubishi đây. Mitsubishi cao tần IH. Đấy, pin cũng thay tối hôm qua rồi, yên tâm đi ạ. Đấy, xong đây. Đấy, xong đẹp nhá. Đấy, bên trong này một vài điểm chấm mờ này. Đấy, chấm mờ nha, bác nhìn kỹ giúp em này. Không phải là bong chóc đâu. Đấy, chấm mờ. Bên ngoài đây. Đấy nó màu này nhá, nó màu mỡ gà này, chứ không phải là nó bẩn đâu các bác nhá. Đấy em đánh rồi nhưng không phải. Đấy đây. Này giá bình dân thôi. Mua về nấu trải nghiệm Mitsu nhá. Pin còn thay rồi đấy các bác nhá. Bây giờ là 7 giờ 32 phút răng này, áo mặc còn nước một chút xíu này. Mitsubishi. Đấy, bên trong sạch sẽ này. Đấy. Mitsubishi có mã là NJKH10. Này mặt mũi đây, bốn xung quanh đây. Đấy. Sản xuất năm 2013 nhá, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1115W. Đấy, Mitsubishi thành vách đây, nhìn kỹ giúp em. Có vết xước nano nhá. Điện nó ok. Nấu đây. Hủy này, hâm này. Hủy này. Dòng này là gần cuối nó hiện phút các bác nhá. Menu này. Hủy này, hâm này. À, hẹn giờ cơm 9 giờ phút. Hủy. Đấy. Nấu nhanh. Hủy. Chọn gạo nhá, các phím hoạt động tốt các bác nhá, yên tâm đi ạ.
Rồi xong này, để bắt đầu làm bao nhiêu? 430.000. Giá là cả ship được các nhá. Em nhãn đầy đủ hết, pin miếc thay con này ngon lành rồi. 15 ngày 27 tháng 3 này bác 400, vậy bảo 400 bao tiền nhỉ? 430k. 430.000 các bác nhá. Giá rất bình dân. Nếu bác nào hỏi xì không? Test chưa? Nấu cơm mình chưa test đúng không? Đây em hy gương đây. Đấy, dạng hy gương nhá. Đấy. Xong đây. Dạng con Hitachi gương đây. Đấy, lòng xong đây. Có vết chấm đây nhá. Đấy. Này, nắp chống chảo đầy đủ nhá. Nắp chống chảo đầy đủ, răng mềm nhá, răng hy gương răng rất dày nhá. Cao tần áp suất Hitachi, cao tần áp suất. Con này đang hết pin em thay pin nhá. Đấy. Con này em nghĩ là sẽ không xì đâu, đúng xong dòng nó sẽ không xì, em sẽ kiểm tra cho bác trước. Đấy. Xì em sẽ báo xì, mà không xì thì em sẽ báo không xì nhá, nhưng con này nó là 100% sẽ không xì. Răng hy gương nhá. Hy gương này thì sản xuất rồi sẽ thấp. H0 này. Hết pin này. 2008 nhá, gọi dạng hy gương rồi. 2008 dung tích 1 lít điện 100V công suất 1400 các bác nhá, 1400. Nấu này. Quạt gió lại chưa chạy. À dòng này hình như nóng nó mới chạy. Nóng một lúc. Một lúc nó mới chạy các bác nhá. Nấu này. Hẹn giờ cơm chín này. À con này chưa có pin. Đấy. Menu này. Đấy, hâm cơm này. Hủy này. Đấy. Các phím hoạt động tốt các bác nhá. Hủy này. Chọn gạo. Hủy. Hoạt động rất tốt các bác nhá. Dây còn đẹp nhá, 2008. Đấy. Em tháo ra em thay pin cho các bác nhá. Và em sẽ có chỗ nào mà nó đây mặt mũi đây. Là chỗ này cấn móp này, em sẽ tháo ra nắn cho các bác nhá. Thay pin thì nắn luôn. Dạng Hitachi gương nhá. Dòng này thì cái mâm từ ở dưới nó sẽ khác, nó ngoài cái mâm ở đáy nó còn bốn xung quanh nữa, nó đều có từ cả. Mã số 16 ngày 27 tháng 3 để bắt đầu nào nhá. 670.000. 670.000 thay pin cho các bác nhá. Giá này cả ship rồi. Đấy, hôm qua các bác nào hỏi đấy, nên cho một vài con giá bình dân. Em có ngay giá bình dân. Đây, nếu bác em ít 8 thanh lý này. To quá chật nhà. Đấy, hôm trước có bác nào dặn là lấy về để các bác ninh xương xấu xấu cũng được. Đấy, đến lấy cho con xấu, xấu giá rẻ về thì bây giờ lại không thấy đâu nữa rồi. Đấy. Thế mới chết dở em này. Hết pin thay pin nhá, hết pin thay pin. 1 lít 8 nhá, bác về mua về nấu cơm thoải mái. Ninh xương nấu xôi nấu cháo nấu chè, đầy đủ hết màn hình nét luôn nhá. 1 lít 8 Hitachi stem cắt, để công nghệ tái tạo hơi nước. Quý này. Đấy. Con này chỉnh giờ. Bây giờ là mấy giờ? 7:36. Đấy, Hitachi stem cắt màn hình nét. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này. Ok các bác nhá. Đấy. Con này phân khúc giá rẻ thôi. Nít 8 bác nào không có điều kiện mà muốn mua Ninh Hầm thì mua ngay em này. Đây. Sản xuất năm 2015, nấu cơm thoải mái các bác nhá. Nấu cơm thoải mái lòng nó xấu thôi. Không xì nhá, em xử lý cho bác ngon lành không xì nhá. Đấy. Không xì một tí nào nhá. Lòng nồi rất dày. Đây. Lòng nồi cực kỳ dày. Đấy. Bên trong này có chấm trước em nói là lòng xấu, vì bác bảo bác dặn lấy cho bác một con giá rẻ về lòng xấu cũng được để bác nấu ninh xương thôi. Đấy, em lấy về đây thì giờ lại không thấy, nhắn tin gọi điện không thấy đâu nữa được. Đấy. Nhiều lúc bác dặn đấy xong rồi là do sau đấy nhá, không xì nhá, em đảm bảo không xì, xử lý bác ngon lành ở bên trong đây. Đây dung tích 1.8 nhá, dung tích 1.8 màn hình nét. À đây, cái này gãy một cái nắp ở bên này nữa này. Đây gãy một cái tai bên này nữa, không ảnh hưởng gì vấn đề nấu nướng nhá, không xì là không xì thôi nhá. Đấy. Đấy, không được. Đấy, con này thôi. Bán cả ship nên là không hòa rồi. Mã là mã số 20. À, mã số 17 nhỉ. 17 thôi nhá. 17 ngày 27 tháng 3 để bác 800 nhá. 800 cả ship nhá. Đấy, ship con này thì mất ít nhất là phải 80.000, rất là nặng. Con này phải nặng tầm đến 8 đến 9 cân.
Dạ. Thì con tính ra hơn 700 nghìn cái nồi Hitachi áp suất. Dạ. Bác lưu ý giúp em. Dạ. Bác nào cần cái nồi to về ninh xương nấu cháo, nấu chè thì ủng hộ em nhá. Đấy, mã số 17. Được, cái mã 17 cũng sẽ là cái mã cuối cùng đúng không nhá. Đấy còn coi em vẫn nói lại cái chuyện mà bác nào biết cái nỗi của cái con này thì bác hướng dẫn em nhá, hướng dẫn em để em xử lý cho nó ngon này. Mẹ giờ nó lại không bị thế này. Nhìn mà nản. Nhưng mà nó tập thịt như này ai dám bán. À, lại không việc gì. Có khi nào do điện không bác? Lại không việc gì. Lại không việc gì các bạn. Thôi con em, các em cứ để lại nhá. Vâng, cái mã Hitachi Nit 8 cũng là cái mã cuối cùng trong video buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Mong các bác vào mua hàng cho vợ chồng em. Xin một nút like, một lời chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em một đăng ký kênh. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Mong các bác tiếp tục tin tưởng ủng hộ, chia sẻ rộng rãi kênh Ma Cao Đổ Bã lên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook. Đấy, một ngày mới kính chúc tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đang theo dõi kênh cũng như xem video của Ma Cao Đổ Bã thật là nhiều năng lượng, sức khỏe, may mắn, thành công. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.